liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại thành phố Phú Quốc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can. Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên là đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi, giao cho Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khoảng năm 2017-2018, một số người dân địa phương đã tiến hành bán đất bằng giấy trao tay cho nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác vào mua. Những chủ nhân mới này đã tiến hành tự chia lô làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp thoát nước, kéo điện, sau đó bán lại cho nhiều người khác xây dựng tổng cộng 79 căn nhà dạng biệt thự kiên cố. Tính đến nay, cơ quan chức năng thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế tháo dỡ hai trong tổng số 79 căn biệt thự nói trên, đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật những căn biệt thự tiếp theo.